Phát rồi phát gạo gì đó qua coi trên mạng đâu phải không? Nghe đồn vậy thôi. Không có coi trên mạng mà đồn sao được? Tôi trực tiếp tôi mở tôi coi đây. Tôi thấy trà đây thì phát gạo rồi thì cà cao. Hàng mặt tử ba tiếng đô như một trận bão kinh hoàng vừa thôi qua biển ca nhớ đêm thêm khô khan vào lòng sa mà đã làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quý nghi trầm mặc giữa điêu tàn sự nghiệp thi nhân sẽ nằm trong số kiếp giả tràng rồi đây còn có ai nhắc đến cái tên hàng mắt tử khi anh trở về sống lại chốn quê gần nửa đời người phiêu bạt tha phương anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ cái tên mà đối với quê hương vẫn còn xa lạ nhưng đã in sâu trong lòng giá mai đình một thùng nhiêu ký vậy? 110 ký. Không phải một thùng vậy là bao? 9 ký, 6 thùng, chứ 8 ký là 7 thùng. Vậy một thùng 9 ký. 6 thùng 9 ký, rồi 7 thùng 8 ký là 110 đúng. Hôm nay chị Thủy đi đâu mà xuống mấy bờ sông vậy? Chị Thủy đi thả cá, đi phóng sanh thả cá, cầu an cho tất cả mọi người đều sống sống bình an, cầu nguyện cho gia đình của mình, cho má chồng, cho chồng, cho các em và cho những người bạn
cùng những người em thân quen, những người quen biết hoặc không quen biết, đều sống cuộc sống bình an, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường vĩnh kiết tường, vĩnh ly khổ ách, phổ nguyện an siêu đương thế, hãy là thanh pháp giới chúng sanh, đề thành Phật đạo. Mong chú cá, những chú cá được phóng sanh là mang thêm những phiền não mang đi hết, cho mọi người có cuộc sống bình an, chú cá cũng được giáng sanh, rồi phiền não thì được tiêu tan. Dạ. Như là chị cũng thường xuống đây thả cá lắm không chị? Mỗi lần về đây là chị đi. Thủy ơi, chị Thủy, chị Thủy chân sinh chị tắm, mẫn mẫn, ra chụp ảnh với chị Phương Thủy coi. Thấy cây cỏ là thích rồi hả chị? Mở chị cái đồ về cái gì chị hình về cái gì chị thích nào đứng đây đẹp nói nghe quay này gửi chị nha, chị coi để chị làm kiểu nữa. Dạ. chị làm cái lan đó, chị ép vô, chị ghép vô đen rồi nè. Dạ. Làm cái lan này nè, thích lắm nè. Thích lắm hả chị? Người làm vườn hả?
quay cho chị đúng không? Dạ, dạ, dạ sẽ tự làm vậy luôn hả? Tự làm. Wow. Nhà chị có nhiều lan gì không? Có. Giờ chị ghép lại. Dạ. Chị sợ tao. Vợ của Thành là cô giáo dạy ca. À vậy hả chị? Cô Nga, mà cô Nga mất rồi. Cô Thanh Nga, cô đẹp lắm, cô dễ thương. Dạ.